đang mãi nấu cơm trong bếp, nhờ con gái chơi phía ngoài để ý quán cho. Tự dưng con gái chạy vào hô to, mẹ ơi có con chó Tây bị rơi từ xe ô tô chạy vào nhà mình mẹ à. Mình quảng quá dứt cả nồi canh chạy thục mạng lên nhà. Ốc chó Tây đây rồi. Mà kể cũng là chẳng thấy ai quay lại tìm nới gì cả, quả này lại đi chăng nó thì mệt thật sự. Con gái thì mặt hớn hở cứ đòi đi mua xích chó về xích lại, không nó đi mất. Nó còn đòi nhường cả cơm tối của nó cho chó gì mình bảo không nuôi nổi đâu con. Đây hoàn toàn đâu phải một con chó đâu. Cô bé thích thú với người bạn mới của mình. Đây là câu chuyện của một người mẹ kể về cô con gái ngây thơ. Có lẽ chưa thấy con bê bao giờ nên nhìn thấy một con bê, cô bé đã hét toáng lên là con chó Tây. Sự nhầm lẫn đáng yêu này khiến dân mạng không nhịn được cười. Cô bé còn tỏ rõ sự yêu thích bằng cách đòi xích lại không chó chạy mất. Bé đáng yêu quá, con bê nhìn cũng ngơ ngác đáng yêu không kém luôn, cũng lâu lắm mình không nhìn thấy một con bê thế này luôn, một dân mạng viết. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng cô bé có quá ít kiến thức thực tế. Bé cũng khá lớn nhưng nhầm lẫn giữa con bê và con chó thì đúng là bố mẹ nên chỉ dạy lại.